của hàng hồ tu. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Con xin đọc bài Rải Tâm Từ. Sabbe puratimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe puratimaya anudisaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhinaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhinaya anudisaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachimaya anudisaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya anudisaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uparimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe hetimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe satta avera hontu sukhita hontu nidukha hontu apiyapaccha hontu anikha hontu dikha dukkha hontu aroga hontu sampatti sambicchantu sukhi attanam pariharantu dukkha patta janidukha payapatta janipaya soka patta chani soka hontu sabbe pipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy chứng minh cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Các con đã xong phần lễ bái tam bảo và xin thọ trì quy giới sáng nay. Với những phước lành mà con tạo được do sự lễ bái tam bảo, con xin hồi hướng đến chư thiên ngụ quanh ngôi nhà của chúng con. Và xin chia phần phước này đến với đạo tràng đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thầy á, dạ, bây giờ là 9 phút giờ Việt Nam, đã sắp đến giờ sinh hoạt của đạo tràng. Nếu sư rảnh tay có mặt trước máy thì
cho con biết tín hiệu, con xin nhường mic cho sư để bắt đầu chương trình sinh hoạt sáng nay. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Mai, Nam mô Sang Khai. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Mai, Nam mô Sang Khai. Kính lạy chư tôn thiền đức tăng, nhưng những việc làm mà chúng tôi không được rõ, chào cô tu nữ phúc hạnh, chào chư thiện nam thiện nữ thiện hữu trí thức. Hôm nay đạo tràng của chúng ta hữu duyên có một phật tử yêu cầu chúng tôi mở một khóa lễ cầu siêu đến cụ bà Trịnh Hy, sinh năm 19 tháng 9 năm 2000 năm 1921 và mất ngày 12 tháng 8 năm 2020 lúc 16 giờ 54 phút, hưởng thọ là 101 tuổi. Cụ bà hiện giờ đang hoàng ở tại chợ Thiết, Phú Thọ Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Và xa thú xin nhập quỳnh. Hữu thính hữu lai, vô thính bất đáo. Và người Phật tử này cũng có công với Tam Bảo, cho nên sự yêu cầu này chúng tôi thấy rất là thiết thực. Mong quý vị hoan hỷ ha. Chúng ta dành thời gian trước khi học để chúng ta hướng tâm mà hộ niệm để cụ bà sớm được siêu sanh về nơi nhàn cảnh. Như vậy thì cái phần duyên sự chúng tôi cũng đã trình bày. Bây giờ chúng ta có thể tiến hành ha, lễ cầu siêu. Hôm nay ngày 15 tháng 8 năm 2020, đạo tràng Phật giáo Nam Truyền cùng tăng gia hiếu quyến chí thành đảnh lễ trước ba ngôi Tam Bảo: Đức Bổn Sư Gotama, Tôn Pháp Thanh Hiền Tăng, một già chí thành hoa quả hương đăng cúng dường ba ngôi Tam Bảo, nhất tâm thiết lễ cầu siêu cho cụ bà Trịnh Hy, sinh ngày 19 tháng 9 năm 2000 năm 1921, mất ngày 12 tháng 8 năm 2020 lúc 16 giờ 54 phút, hưởng thọ 101 tuổi, được thừa ân Tam Bảo vãng sanh nhàn cảnh. Đệ tử chúng con nguyện trọn đời y lời Phật dạy, lánh xa điều ác, tu tập hạnh lành, tịnh tâm ý, trước bao đền thâm ân quá độ, đáp nghĩa nặng sinh thành, sau vun bồi duyên lành giải thoát, lợi lạc pháp giới chúng sanh, ngưỡng mong ân trên Tam Bảo thủy từ tiếp độ hương linh của bà Trịnh Hy siêu sinh nhạc cảnh, ngưỡng mong ân trên Tam Bảo thủy từ tiếp độ hương linh của bà Trịnh Hy siêu sinh nhàn cảnh, ngưỡng mong ân trên Tam Bảo thủy từ tiếp độ hương linh của bà Trịnh Hy siêu sanh nhàn cảnh. Bụt đăng sa năng ga cha mi, hương linh của bà Trịnh Hy quy y Phật, đấng thiên nhân điều ngự bi trí vẹn toàn, thông mân sa la năng ga cha mi, hương linh của quy y Phật, đấng đạo chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc, sân khăn sa la năng ga cha mi, hương linh quy y tăng bậc hoằng trì chánh pháp vô thượng phước điền, Đuổi tì dâm vị bụt đăng sa năng gai cha mi,
Lần thứ hai, hương linh của bà Trịnh Hy quy y Phật. Lần thứ nhì, Đức Tỳ Dâm bị thâm bằng khả năng ra cha mi. Lần thứ hai, hương linh của bà Trịnh Hy quy y Pháp. Đức Tỳ Dâm bị sang khẩn xả năng ra cha mi. Lần thứ hai, hương linh của bà Trịnh Hy quy y Tăng. Đức Tỳ Dâm bị Bụt Đăng xả năng ra cha mi. Tạ Tỳ Dâm bị Măng xả năng ra cha mi. Tạ Tỳ Dâm bị sang khẩn xả năng ra cha mi. Lần thứ ba, hương linh của bà Trịnh Hy quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Thập Phương Tam Thế Phật Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Thập Phương Tam Thế Pháp Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Thập Phương Tam Thế Tăng Bảo. Cội Bồ Đề Trang Nghiêm Thiền Tịnh Thắng Thiên Ma Vạn Chứng Trùng Trùng, con xin lạy Đấng Đại Hùng rọi vô biên trí tận cùng thế gian, từ quá khứ vô vàng Phật hiện, ở tương lai vô lượng Phật thành, hiện tiền chư Phật độ sanh, con xin kính lễ tâm minh nguyện cầu. Iti bi so pháp tục quang arahang samma sambuddho vicha charana sambanno sudato lo kavidu anuttaro Purisa dhamma sarati sattha deva manosanam buddho bhagavanti. Hồng danh Phật, nhiệm màu, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh đủ đầy, đức ân thiền thể cao dày, bậc thế gian giải, chỉ bài chân tâm. Vô thượng sĩ Pháp Tăng Tịnh Diệu, bậc trưởng phu điều ngự độ sanh, thiên nhân sư đấng cha lành, Phật đại toàn giác, thế tôn trong đời. Phật là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo độ sanh, Bồ đề tâm nguyện viên thành từ đây. Gieo năm phước trần vi sám hối những lỗi lầm tham giận mê si, quý xin Phật bảo chứng tri con hằng tinh tấn viện ly não phiền. Bát thanh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sanh vượt thoát bờ mê, nương thuyền bát nhã quay về, ba tà toàn bảo bồ đề tự tâm. Từ quá khứ vô vàng diệu pháp, ở tương lai vô lượng pháp màu, hiện tiền Phật pháp thâm sâu, thuyền từ phương tiện bắt cầu độ sanh. Svakkhato Bhagavata Dhammo Sanditthikko Akkaliko Ehipassiko Ngo Anayiko Pachyattang Veditappo Vinyuhiti. Pháp vi diệu, cha lành kéo dài, lìa danh ngôn giác ngộ hiện tiền, vượt thời gian chứng vô biên, sát na đại ngộ quát nhiên liễu tường, đạo vô thường đến rồi thấy rõ, hướng thượng tâm thoát ngộ vòng trần, trí nhân tự ngộ giả chân, diệu thường tịnh lạc pháp ân nhiệm màu. Pháp là nơi nương nhờ tôi thượng cho chúng con vô lượng an hòa, quy y pháp bảo bao la, minh tâm kiến tánh thắng ma não phiền. Gieo năm phước vô biên sám hối những lỗi lầm do ái dục sinh, cuối sinh pháp bảo chứng minh, con hành chánh đạo tâm linh quay về. Tăng là bậc từ hòa nghiêm tịnh, dứt trần lao đạo quả viên thành, lục căn tịnh lặng vô sanh, ứng cúng cao thượng phước lành thế gian. Từ quá khứ vô vàng tăng chúng, ở tương lai vô lượng thành,
thánh hiền, hiền tiền tăng bảo phước điền, con xin kính lễ gieo duyên niết bàn. Suppatipanno bhagavato savakassangho ucchuppatipanno bhagavato savakassangho nyayappatipanno bhagavato savakassangho sami cippatipanno bhagavato savakassangho yadidang cattari purisayugani atthapurisabbukkalae sabhagavato savakassangho. A hu này vô ba hu này vô đắc khi này vô anh cha li ca ra ni vô anh nốt ta rằng buồn nhắc hết tăng lô cát sa ti bậc diệu hạnh thinh văn thích tử bậc trực hạnh pháp lực thiền gia bậc như lý hạnh tăng già bậc chân chánh hạnh giữ tòa thế tôn thành đạo quả bốn đôi tám chúng đệ tử Phật ứng cũng tôn nghiêm cùng nghìn kính lễ một niềm thánh chúng vô thượng phước điền thế gian. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành, quy y tăng bảo tịnh thanh tự giác tha giác nguyện hành từ đây. Gieo năm vóc tội rầy tâm sám, những lỗi lầm ngã mạn kiêu căng, cuối sinh chư thánh hiền tăng, con hằng tinh tấn tham sân đoạn lìa. Cuối đầu đến lễ từ ân bảo tháp xá lợi kim thân Phật Đà Bồ Đề khắp và ta bà nhất tâm thành kính hương hoa cúng dường ba tòa thân tịnh Bồ Đề mười phương thiên chúng hội về nghe kinh pháp màu diệt tận vô minh pháp màu cứu khổ sinh linh vạn loài kính thỉnh hàng thiên chúng dục giới và sắc giới ở đỉnh núi hang động hoặc cung điện trên không kính thỉnh hàng địa tiên nơi hải đảo châu quận cây cao hoặc rừng rậm trong nhà hoặc ruộng vườn kính thỉnh thần giả xoa càng thấp bà long vương bậc có tâm hiền thiện ở dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng hiện đang trú không xa xin văn tập đạo tràng để lắng nghe lời dạy của Đức Phật Muôn Ni khai thị độ chúng sinh. Nay là giờ chuyển kinh vô thượng, nay là giờ đọc tụng pháp âm, lời vàng lý nghĩa cao thâm, xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì. Vàng pháp do nhân sinh, nhân diệt vàng pháp diệt, Đức Phật Đại Sa Môn hằng giáo huấn như vậy. Kinh vô ngã tướng. Như vậy ta nghe, một thời Thế Tôn ngự tại vườn Lục Giả gần thành Varanasi, Đức Phật giảng cho năm vị kiều trần nữ nghe như vậy. Này các tỳ kheo, sắc uẩn là vô ngã, không phải là của ta. Này các tỳ kheo, nếu sắc uẩn thật là của ta, thì uẩn ấy sẽ không bị đau khổ. Lại nữa, người đời có thể nói xin cho sắc uẩn của ta như thế này, hoặc đừng như thế kia. Này các tỳ kheo, sắc uẩn thật là vô ngã nên hằng bị đau khổ. Lại nữa, người đời không có thể nói cho các của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Này các tỳ kheo, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn cũng không phải là của ta. Này các tỳ kheo, nếu các uẩn ấy thật là của ta thì chúng cũng không bị đau khổ. Lại nữa, người đời có thể nói xin cho các uẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Này các tỳ kheo, các uẩn ấy thật là vô ngã nên hằng bị đau khổ. Lại nữa, người đời không có thể nói xin cho các uẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Này các tỳ kheo, các ngươi cho sắc uẩn là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, sắc uẩn là vô thường. Vật chi vô thường, vật ấy là khổ hay vui? Bạch Thế Tôn, vật ấy là khổ. Vật chi vô thường là khổ, có sự biến hoại theo lẽ thường, thì nên cho vật ấy là của ta, là ta, là tự ngã của ta chăng? Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên. Này các tỷ kheo,
Các ngươi cho thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, các uẩn ấy là vô thường. Vật khi vô thường, vật ấy là khổ hay vui? Bạch Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. Vật khi vô thường là khổ, có sự biến hoại theo lẽ thường, thì nên cho vật ấy là của ta, là từ ngã của ta chăng? Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên. Này các vị kheo, cho nên sắc uẩn nào, dù trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hạ liệt, thủ thắng, gần hoặc xa, sắc uẩn ấy chỉ là uẩn thôi. Các ngươi nên nhận thức chân lý ấy bằng chánh trí, đúng theo thực tưởng như vậy. Đó chẳng phải của ta, chẳng phải là ta, chẳng phải là tự ngã của ta. Này các tỷ kheo, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn nào, dù trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hạ liệt, thủ thắng, gần hoặc xa, các uẩn ấy chỉ là uẩn thôi. Các ngươi nên nhận thức chân lý ấy bằng chánh trí, đúng theo thực tướng như vậy. Đó chẳng phải của ta, chẳng phải là ta, chẳng phải là tự ngã của ta. Này các tỷ kheo, bậc thinh văn được nghe và thấy như thế rồi, liền sanh tâm nhàm chán đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức. Do nhàm chán, vì ấy ly tham. Do ly tham, tâm được giải thoát. Khi tâm được giải thoát, vì ấy chứng đắc tuệ giải thoát và biết rõ sự sanh đã tận, phàm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm và không còn tái sanh nữa. Đức Phật thuyết giảng như vậy, năm vị tỳ kheo hoan hỷ tín thọ. Khi Đức Phật giảng dạy kinh này, thì tâm của năm vị tỳ kheo được giải thoát các vi tế phiền não, không còn chấp thủ nữa. Kinh Quán Niệm. Pháp nào có tên gọi là vô thường là pháp có trạng thái biến hoại không ngừng. Pháp nào có tên gọi là khổ não là pháp có trạng thái sầu đau khổ lụy. Pháp nào có tên gọi là vô ngã là pháp có trạng thái không phải là của ta. Pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xóm làng, một thị trấn, một gia tộc. Pháp ấy để chung cho tất cả thế gian và thiên giới. Tất cả chúng sanh sẽ phải vĩnh biệt cõi đời, vì sinh mạng của tất cả chúng sinh chỉ có sự chết là nơi cuối cùng. Tất cả chúng sinh đều phải chiêu cảm nghiệp duyên của mình đã tạo rồi đi thọ sinh trong kiếp sau. Chúng sinh nào tạo nghiệp dữ phải chịu khổ trong các khổ cảnh. Chúng sinh nào tạo nghiệp lành được thọ sinh vào cõi an lạc. Cho nên người đời cần phải kịp thời tạo nhiều phước đức làm của tùy thân trong kiếp sau, vì phước đức là nơi nương nhờ của tất cả chúng sinh trong đời vị lai. Sự sống của tất cả chúng sinh thật là ngắn ngủi, sự già hằng đưa đến sự chết. Trên lộ trình sinh tử ấy, chúng sinh hoàn toàn bất lực. Nếu người đời thấy rõ sự chết là điều đáng lo sợ, thì nên tạo nhiều công đức, vì mọi phúc lạc đều bắt nguồn từ những công đức ấy. Các pháp hữu vi thật không bền vững, có tính cách sinh diệt là thường, vì nhân sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, nên thường hay có sự khổ não, chỉ có niết bàn là pháp tịch diệt. Dứt các pháp hữu vi ấy được mới có sự an vui tuyệt đối. Kinh Hồi Hướng Vong Linh. Vua Kim Pisara nằm mộng thấy thân nhân bị khổ quả đói lạnh, đến bạch hỏi Thế Tôn. Đức Điều Ngự bi mẫn chỉ dạy cách tạo phước hồi hưởng các vong linh thoát ly mọi khổ ách. Các thân nhân quá vãng thường để nhà quen thuộc, đứng ngoài cửa tựa vách, ngã đường hay cổng thành, trông chờ hưởng phước thí. Nhưng vì kém phước duyên, hương linh bị quên lãng.
thân nhân tạo phước lành do công đức bố thí nên phát nguyện bằng lời. Nguyện quyến thuộc qua vãng thường hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Những thân nhân quá vãng quan tập các đạo tràng nhận được phước hồi hướng thường thốt lời cảm kích, mong ân nhân của mình được trường thọ phúc lạc. Người đã tạo công đức chắc chắn được quả lành. Trong cõi chúng sanh khổ không có các sinh kế trồng trọt hoặc chăn nuôi, bán buôn hay trao đổi. Chúng sanh cảnh giới này hằng mong đợi phước báo do thân nhân hồi hướng. Như nước trên gò cao chảy xuống vùng đất thấp, phước lành đã hồi hướng có diệu năng cứu khổ. Như trong sông tuôn chảy đều hướng về đại dương, nguyện công đức đã tạo thấu đến chư hương linh. Khi người nhớ ân trước do tình nghĩa thân bằng, do tương duyên quyến thuộc, hãy cúng dường trai tăng hồi hướng phước đã tạo. Sự khổ sầu thương cảm trước tử biệt sanh ly không có lợi ích gì cho thân nhân quá vãng. Các trai tăng hợp đạo gọi Dakkhina Dana, cúng dường vô phân biệt đến đại chúng tăng già, bậc phạm hạnh giới đức, bậc vô thượng phước điền, được vô lượng công đức, là thắng duyên tế độ hương linh trong cảnh khổ do thiền sự đã làm, do hồi hướng đã nguyện, do tăng lực đã cầu xin tự thành phúc quả. Kinh Duyên Sinh. Bởi không tường diệu đế hữu tình tạo nghiệp duyên, chính vô minh nguồn cội nguyên nhân tạo nên hành. Từ hành vi thiện ác gieo chủng thức tái sinh, như vậy chính duyên hành kết sinh thức tập khởi, thức chủng tử đầu đời tạo hiện hữu thân tâm. Bởi do ý nghĩa này gọi thức duyên danh sắc. Vật chất và tâm thức biến hiện sáu giác quan, như vậy do danh sắc lục nhập được hiện thành. Sáu giác quan năng động tiếp xúc sáu cảnh trần, như vậy do lục nhập hiện tượng xúc khởi sanh. Sáu căn gặp sáu cảnh khổ lạc xả phát sanh, như vậy do duyên xúc cảm thọ được tạo thành. Khổ lạc ưu hỷ xả nhân sinh mọi chấp trước, như vậy chính cảm thọ duyên tạo nên ái dục tham muốn nên dính mắc dục lạc hột mê tâm, nên gọi nhân ái dục là duyên sanh chấp thủ. Khi tâm trần hệ lụy biến hiện muôn sở hành, như vậy do chấp thủ tác động hữu khởi sanh, có tạo tác, có quả, có chủng tử luân hồi, như vậy do duyên thủ sanh quả được hiện thành. Có thân hẳn phải già, có sanh ắt có diệt, chính do ý nghĩa này gọi sanh duyên lão tử. Cũng chính do duyên sanh sầu bi khổ ưu não, toàn bộ khổ quân này được hiện thành tập khởi. Vô minh diệt, hành diệt, hành diệt, thức diệt, danh sắc diệt, danh sắc diệt, lục nhập diệt, lục nhập diệt, xúc diệt, xúc diệt, cảm thọ diệt, cảm thọ diệt, ái diệt, ái diệt, chấp thủ diệt, chấp thủ diệt, hữu diệt, hữu diệt nên sanh diệt, sanh diệt lão tử diệt, sầu bi khổ ưu não, toàn bộ khổ uống này không hình thành tập khởi. Kệ khuyên tu. Việc trần thế khuyên ai phải ngẫm, danh mà chi, lợi lắm mà chi, bản danh một nước có ra gì, mùi phú quý vần mây tan hợp, sang cho mấy cũng rồi một kiếp, giàu đến đâu chỉ hưởng một đời. Lẽ tử sanh đeo đuổi kiếp người, thân tứ đại lấy đâu làm chắc, kìa sinh tử thấy liền trước mắt, nắm cổ phần đa thị thiếu niên nhân. Tấm thân này vốn thật giả thân, nay còn đỏ mai chắc được, phần nỗi bệnh nỗi già thúc phượng, sống trên đời sống được bao lâu. Mới ngày sanh kế đã bắt đầu, rồi lại đến hoang khâu một nấm. Ôi tam thốn khi tại thiên năng dụng, nhất đáng vô thường vạn sự hưu. Muôn việc đều nương mấy tấc hơi, hơi vừa dứt việc đời cũng dứt. Nào sự nghiệp thân nhân tài vật, nhắm mắt rồi là nắm tay không. Sanh giả không, hề tử giả không, đời vật chất hết mong tồn tại,
rồi tử sinh luân hồi mãi mãi, nổi trôi theo bể khổ trầm luôn. Gẫm ngán thay định luật vô thường, khuyên nhân thế tầm đường giải thoát. Nếu chi nguyện thanh cao mong đạt, cần nương theo giáo pháp Phật Đà, dốc một lòng tự giác giác tha, hành bát chánh hướng về đạo quả. Kiếp thức tỉnh mê đồ buông xả, thôi đắm say huyễn hóa hồng trần, ly não phiền Phật cảnh cao đăng, thành chánh quả vô sanh bất diệt. Cầu chư Phật từ bi tiếp độ. Kinh Giải Thoát Di Giáo. Đệ tử Phật chân chánh thực hành đúng chánh pháp, gọi là người thành kính sùng bái và ngưỡng mộ cúng dường Đức Như Lai bằng vô thượng chân pháp. Không làm điều ác, thành tựu hạnh lành, thanh tịnh tâm ý, ba đời Phật dạy. Nhẫn nại pháp thiêu hủy tối thượng không gì bằng, niết bàn quả tối thượng chư Phật dạy như vậy. Xuất gia không hiềm hận, sa môn không hại người, không bị bán kẻ khác, không phá hoại tha nhân, nghiêm trì giới căn bản, tiết độ trong ẩm thực, thích trú xứ an tịnh, chuyên chú hướng thượng tâm, chính lời chư Phật dạy. Nhẫn nại pháp căn bản hầu hệ các hành lành, nhất là giới và định, tất cả các thiện pháp tăng trưởng nhờ nhẫn nại. Nhẫn nại có khả năng bứng gốc rễ tội ác và đoàn tận nguyên nhân mọi tranh chấp cải lẫy, là năng lực người chỉ đoàn pháp của người tu, là lực người hành đạo có khả năng tác thành mọi an vui phúc lạc. Người hành tu nhẫn nại là người có bằng lành, được phúc lộc uy danh, thường tự thành an lạc. Ta người đều lợi ích, nhân loại và chữ thiên đều thương mến hộ trì. Người hành pháp nhẫn nại bản kiếp sanh thiên giới, chống đắc quả niết bàn, người ấy gọi thực hành đúng kim ngôn di giáo, là người đã cúng dường Đức Phật cách cao thượng. Nguyện cầu tam hướng mười phương, chúng sanh muôn loại hãy thường an vui, dứt trừ oan trái nhiều đời, bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan, hại nhau chỉ chút lầm than, mê si điên đảo vô vàng lệ châu, chúng sanh vô bệnh sống lâu, nguyện cho thành tựu phước sâu đức dày, nguyện cho an lạc từ nay, dứt trừ thống khổ đắng cay oán hờn, dứt trừ kinh sợ tai ương, bao nhiêu phiền não đoạn trường vịnh đi, nguyện cầu tam bảo chính trí, sống đời thanh tịnh từ bi vẹn toàn. Con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh, mẹ cha quyến thuộc xa gần hiện tiền qua vãng trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ báo truyền giúp cho, thấy đều hưởng phước cam lồ đạo căn bất thối tâm khổ. Lời vàng chư Phật thâm sâu tấm dùng trăm họ năm châu thái bình, con cùng pháp giới chúng sanh đồng lương chánh pháp quang minh chân truyền, tín tâm giữ vẹn niềm vuông bồ phúc huệ chiêu duyên niết bàn. Nguyện công đức đã làm hồi hướng khắp chúng sanh vơi đi phiền não khổ, Phật đạo được viên thành. Nguyện công đức đã làm hồi hướng khắp chúng sanh vơi đi phiền não khổ, Phật đạo trong viên thành. Bây giờ không bằng quyến thuộc ha, hãy hướng về nhục thân của cụ bà và hãy đọc cho chúng tôi. Chúng ta hãy thành tâm sám hối và nhắc lại tri ân cha mẹ đã có công sinh thành dưỡng dục, nhị lại sám hối tội lỗi vô tình hay hiểu ý làm cho cha mẹ buồn lòng, tam lại hứa cả anh em thuận thảo thương yêu đùm bọc lẫn nhau,
Và bây giờ quý vị đọc theo phần hồi hướng này ha. Hãy hướng về nhục thân của cụ bà. Y đăng vô nha tì năng hô tu su khi bà hôn tu nha bát vô. Y đăng vô nha tì năng hô tu su khi bà hôn tu nha bát vô. Y đăng vô nha tì năng hô tu su khi bà hôn tu nha bát vô. Nguyện thập phương tam bảo thủy từ tiếp độ hương linh cụ bà Trịnh Hy vãng sanh thế giới an lạc. Như vậy là cái khóa lễ cầu siêu hướng về cụ bà Trịnh Hy sinh ngày 19 tháng 9 năm 1921, mất ngày 12 tháng 8 năm 2020, lúc 16 giờ 54 phút, hưởng thọ 101 tuổi. Khóa lễ đến đây xin được hoàn tất. Và xin Nhật Quỳnh hoan hỷ đại diện cho đạo tràng để có lời hồi hướng công đức ha. Xin mời xin Nhật Quỳnh. Dạ con xin sám hối, con nói nãy giờ mà con không cầm mic. Dạ cảm ơn Thiền Vũ. Dạ con xin thay mặt đạo tràng cũng như thân bằng quyến thuộc của bà Trịnh Hy thành kính tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi mở kinh cầu siêu để trợ tiến đến vong linh của bà sớm siêu sanh nhàn cảnh. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng quả phước mà đạo tràng chúng ta đã tạo được từ trước đến nay, đến ngày hôm nay. Đạo tràng phước đã tạo ra những ngày hôm trước hay là hôm nay hồi hướng hương linh phước này siêu sanh nhàn cảnh đủ đầy an vui. Đạo tràng phước đã tạo ra những ngày hôm trước hay là hôm nay hồi hướng hương linh phước này siêu sanh nhàn cảnh đủ đầy an vui. Đạo tràng phước đã tạo ra những ngày hôm trước hay là hôm nay hồi hướng hương linh phước này siêu sanh nhàn cảnh đủ đầy an vui. Con cũng thành tâm nhân quả phước mà con đã phụng sự tam bảo ở Rome Phật giáo Nam truyền, thành kính dâng đến bà, mong bà dù ở cảnh giới nào cũng hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Nếu bà đang ở cảnh an vui thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Nam mô Bích Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Dạ, bây giờ con xin thay mặt đạo tràng cùng thỉnh Ngài Trí Đức trở lại đạo tràng để chúng con được học bài pháp của kinh số 335. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mic đến Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Hôm nay chúng ta đi vào bài học 335 của Phật ngôn này. Trước khi được triển khai, xin phép được tán dương ân đức tam bảo Ratanatayasawanda Mit Buddho Mahesi Arang Tathagato Lo Kutambo Sopagaru Hichet Thakko Lo Kasasathai Chanadam Mokko Vido Vanda Mahantang Narapu Chanay Giác Cần Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu. Ngài Bậc Trí Thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trôi trăng, tối thượng giáo chủ trí năng vô lượng, tứ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho tiên chúng nhân dân cúng dường.
Nam mô Bồ Đề Bồ Tát Ta Sa Sa Thu Nô Lô Ca Nam Mạn Tha Sa Vi Na Ca Rô Cô Tháp Bần Nhu Bút Tháp Bà Thí Phù Thí Sành Nhá Tô Hoàn Đà Má Hành Tăng Đá Ra Phù. Cha này giác cần Pháp Bảo Vi Anh Vàng Như Lai Xoay Sáng Vẹt Màng Vô Minh Phá Tan Lâm Lạc Dũng Sinh Đề Dân Phật Tổ Quang Minh Rõ Ràng. Con xin đảnh lễ Pháp Quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô chú gá tá xá xá quá cổ xích khá chú ca mô quá cá thầm má xích khá cổ niên đà bất sân xà đi á nà đá rồ quá rồ hoành đà má hành tầng ná ra phù. Cha này giá cần sân bảo thinh vong Phật Đà tâm học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh đi trần xa lìa tiểu pháp phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tâm hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật ghi danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bức Hài Giá. Kính lễ để Đức Pháp Trang vừa đến với Pháp hội. Câu Phật ngôn 334 chúng ta học chưa xong, nhưng mà chúng ta học tiếp câu 335. Bởi vì câu 334, 335, 336, 337 cùng một duyên sự, cùng một duyên sự. Cho nên chúng ta tranh thủ ha. Bây giờ đi vào bài học. Yam esa sahati chammi. Yam esa sahati chammi. Yam esa sahati chammi. Câu số 2. Tanha loke visattika. Tanha loke visattika. Tanha loke visattika. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 1, câu 2. Yam esa sahati chammi tanha loke visattika. Yam esa sahati chammi tanha loke visattika. Bây giờ câu số 3. Sokatasabhavatthanti. 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 Câu 4. Avivattham vahi vapiranang. Avivattham vapiranang. Avivattham vapiranang. Vì ra năng. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Sa thủ, sa thủ, xin nhập quỳnh. Sô ca ta sa ba quát thành ti a phi quát thần quá bì ra năng. Sô ca ta sa ba quát thành ti a phi quát thần quá bì ra năng. Rồi, bây giờ chúng ta ôn lại toàn bài này ha. Quý vị nhìn đây màn hình, có người thì thích chữ đỏ, có người thích chữ đen. Nhất là sĩ số cá đâu có chịu chữ đỏ. Nhìn chữ đỏ có thấy quá mắt. Rồi, bây giờ nhìn chữ đen ha, sĩ số cá. Sĩ số cá nhìn chữ đen này cho dễ thấy chút đi ha. Yam esa sahati chammi tanha loke visattika soka tassa bhavatthanti avivattham vapiranang. Yam esa sahati chammi tanha loke visattika soka tassa bhavatthanti avivattham thần quá bì ra năng. Yam esa sahati chammi tanha loke visattika
tika suka tasapawat thần ti ao phi quát thần quát bì tác năng. Như vậy là ba lần đọc một hơi. Nhưng mà bài này quý vị có thể chia làm hai cho nó dễ một chút ha. Đây là cái đọc thứ hai. Dân nghe sa sa ha ti châm mi tân ha lô kê quý sáp ti ca sô ca tát sa pa quát thần ti a phi quát thần quát bì ra năng. Như vậy thì cách đọc thứ hai tương đối dễ hơn ha cách đọc thứ nhất. Rồi như vậy đó là cái giọng kinh. Còn qua giọng kệ thì chúng ta đọc làm sao? Quý vị nghe giọng kệ. Giọng kệ thì tương đối đọc dễ hơn giọng kinh, nhưng mà quý vị phải nắm cái giọng kinh trước ha. Dẫn nghe xa xa ha ti châm mi tần ha lô kê quy san ti ca su ca ta sa ba wa thân ti a phi wa thân wa phi ra năng. Dân e sa sa ha ti châm mi tần ha lô kê quy san ti ca số ca ta sa ba quá thành ti a phi quá thân và pi ra nặng. Nếu vậy thì dòng kinh cũng dễ mà dòng kệ cũng dễ. Rồi xin mời quý vị tranh thủ. Ai là người đầu tiên? Xà thủ Shishuka mì ăn liền ha. Alo. Con cảm ơn các cô cho con biết tín hiệu. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, sư nói đúng, con tranh thủ. Dạ, con xin đọc câu kinh pháp cú số 335. Nam mô Bụt Tha Giá Lam Mô Tham Ma Giá Lam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính hành lễ thượng tọa chí đức đại đức pháp trang cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc răng e sa sa hát ti tam mi tăng ha lô kê quý sát ti ca so ca tát sa ba wa thành ti a phi wa thằng wa bi ra lằng. Rằng e sa sa ha ti tam mi tăng ha lô kê quý sát ti ca so ca tát sa ba wa thành ti a phi wa thằng wa bi ra lằng. Rằng e sa sa ti chăm mi tăng ha lô kê vi sát ti ca so ca ta sa pa wa thành ti a phi wa thành wa bi ra năng. Rằng e sa sa ha ti chăm mi tăng ha lu kê vi sát ti ca su ca ta sa pa wa thần ti a pi wa thần wa bi ra lằng. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, con kính mời cô chú kế tiếp ạ. Dạ, phân tích nữa. Dạ. Dạ, con tưởng là phân tích rồi. Dạ, con xin phân tích ạ. Răng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. E, sa là hai trường âm thông thường. Xá, há là hai đoạn âm. Ti là trường âm thông thường. Chăm là trường âm nhấn, mi là trường âm thông thường, trường âm đọc theo giọng nguyên âm.
để con nhìn cho có rõ ạ. Ha lô kê là ba trường âm thông thường, quý là đoạn âm, sát là trường âm nhấn. Tí là đoạn, ca là trường âm thông thường, sô ca là hai trường âm thông thường, tát là trường âm nhấn, xá pá là hai đoạn âm, quát là trường âm nhấn, than là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, á phí là hai đoạn âm, quát là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, bi là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con, dạ, con đã phân tích xong ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, con có phân tích sai chỗ nào con kính xin sư sửa sai ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ. Alo. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 335. Văn e sa sa ha ti yam mi tan ha lo ke vi sap ti ka so ka tat sa ba vat thang ti avi vat thang ba bi rác năng. Dạ. Văn e sa sa ha ti yam mi tan ha lo ke vi sap ti ka. Văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. E sa là hai trường âm thông thường. Sa ha là hai đoạn âm. Ti là trường âm thông thường. Yam châm là trường âm nhấn. Mi là trường âm thông thường. Tan ha lo ke vi sap ti ka. Tan là trường âm nhấn. Ha là trường âm thông thường. Lô kê là hai trường âm thông thường, ví là đoạn âm, sát là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ca là trường âm thông thường. Văn e sa sa ha ti châm mi tan ha lô kê vi sáp tí ca. Câu 3 và câu 4. Su ca tát sa ba vát thằng ti a vi vát thằng ba bì ra năng. Su ca tát sa ba vát thằng tí, sô ca là hai trường âm thông thường, tát là trường, tát là trường âm nhấn, xá bá là hai đoạn âm, vát thằng là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, a phi vát thằng ba bì ra năng, a phí là hai đoạn âm, vát là trường âm nhấn, thằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vá là đoạn âm, bi là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sô ca tát sa ba vát thằng ti a vi vát thằng ba bì ra năng. Dạ, con xin đọc lại 4 câu. Văn e sa sa ha ti yam mi tan ha lo ke vi sát ti ca. Sô ca tát sa ba vát thằng ti a vi vát thằng ba bì ra năng. Văn e sa sa ha ti yam mi tan ha lo ke vi sát ti ca so ka tát sa ba vát thằng ti a vi vát thằng ba bì ra năng. Dạ, con xin hết, xin sư sửa bài cho con và xin mời vị kế tiếp. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, kính chào các anh chị. Dạ, con xin trả bài ạ. Yang e sa sa ti cham
Ti tha lo ke vi sát ti ka so ka ta sa ba wat thang tia vi wat thang wa bi ra năng. Yang e sa sa ha ti cham mi tan ha lo ke vi sát ti ka so ka ta sa ba wat thang tia vi wat thang wa bi ra năng. Yang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ê, sa là hai trường âm thông thường, xá, há là hai đoạn âm, ti là trường âm thông thường, chăm là trường âm nhấn, mi là trường âm thông thường, là trường nhấn, ha, lô, lô là ba trường âm thông thường, quý là đoạn âm, sát là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, so ca là hai trường âm thông thường, tas là trường âm nhấn, xá bá là hai đoạn âm, wat than là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, á phí là hai đoạn âm, wat là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá là đoạn âm, bi là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yang e sa sa ti cham mi tan ha lo ke vi sat ti ka so ka ta sa ba wat than ka phi wat thang wa bi ra năng. Yang e sa ha ti cham mi tan ha lo ke vi sa ti ka so ka ta sa ba wa than ti a phi wa thang wa bi ra năng. Dạ con đã đọc phân tích và kệ xong ạ, con có sai xin sư sửa giúp con ạ. Dạ con xin xuống mic kính mời vị kế tiếp. Dạ cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã bớt bài, cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Nam mô Bích Tha giá. Dạ Thanh Hoàng đã rớt mít rồi. Nhật Quỳnh mời Thiện Vũ, mời Quỳnh Giang Nhất Hà. Dạ mời Đạo Tràng, mời Sức Niệm Từ. Dạ mời quý vị tiếp tục đưa tay ạ. Dạ cảm ơn Thiện Vũ. Dạ con xin kính Chư Tăng, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc cố pháp cú 335 câu 1 câu 2. Yang e sa sa ha ti cham mi tăng ha lo ke vi sát ti ka. Yang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, e sa là hai trường âm thông thường, sa ha là hai đoạn âm, ti là trường âm thông thường, cham là trường âm nhấn, mi là trường âm thông thường, tăng tang là trường âm nhấn, ha lô kê là ba trường âm thông thường, ví là đoạn âm, sát là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ca là trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Yang e sa sa ha ti cham mi tăng ha lô kê vi sát ti ca. Con xin đọc câu 3, câu 4. So ka tat sa pa phat han ti a phi phat thang pa bi pra năng. So ka là hai trường âm thông thường, tat là trường âm nhấn, xá tá là hai đoạn âm, vát than là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, á phí là hai đoạn âm, vát là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vá là đoạn âm,
Bi là trường âm thông thường, Ra là bản âm, Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Sô ca tát sa ba vát than ti a si vát thang va bi ra năng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 335. Răng e sa sa ha ti chăm mi tăng ha lô kê vi sát ti ca. Sô ca tát sa ba vát than ti a si vát thang va bi ra năng. Dạ, con xin kệ câu pháp cú 335. Yang e sa sa ha ha ti cham mi tang ha lo ke vi sat ti ka so ka ta sa ha ta va than ti a phi va thang va bi ra năng. Dạ, con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Ngài Pháp Trang, Cô Tu Nữ Phúc Hạnh cùng quý đạo hữu ạ. Con xin đọc câu pháp cú 335 ạ. Yang e sa sa ha ti yam mi tăng ha lo ke vi sát ti ka so ka tat sa pha pat sa pa quat thành ti a phi quat tham qua bi ra năng. Yang e sa sa ha ti yam mi. Con xin phân tích câu thứ nhất ạ. Yang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, e sa là hai trường âm thông thường, xá há là hai đoạn âm, ti là trường âm thông thường, yam là trường âm nhấn, mi là trường âm thông thường. Tanh ha lo ke vi sát ti ka. Tanh là trường âm nhấn, ha là ha lo ke là ba trường âm thông thường, quý là đoạn âm, sát là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ca là trường âm thông thường. So ca tát sa pa quát thần tí. So ca là hai trường âm thông thường, tát là trường âm nhấn, xá pá là hai đoạn âm, quát là trường âm nhấn, quát thần là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm. A phi quát tham qua bi ra năng. Á phí là hai đoạn âm, quắt là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, bi là trường âm thông thường, rá là đoạn âm và năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Con xin đọc lại ạ. Yang e sa sa ha ti yam mi tanh ha lo ke vi sat ti ka. So ka tat sa pa wat than ti a phi wat thang wa bi ra năng. Yang e sa sa ha ti yam mi tanh ha lo ke vi sat ti ha ti ka. So ka tat sa pa wat than ti a phi wat thang wa bi ra năng. Yam e sa sa ha ti yam mi tăng ha lo ke vi sát ti ka. So ka ta sa ba vat thần ti a phi vat thần va bi ra năng. Dạ, con không biết kệ, con xin sư sửa cho con ạ. Con kính cảm ơn quý đạo tràng ạ. Con xin xuống mic, con mời người kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang. Con kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Dạ, con kính chào Đạo Tràng. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng cho con biết âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc phân tích dạ, câu Pháp Cú 335 ạ. Yang e sa sa ha ti cham mi tan ha lo ke vi sat ti ka so ka tas sa ba wak than ti a vi wak thang
Wa bi ra năng dằng e sa sa ha ti châm mi hà lô kê vi sắc ti ca sô ca tát sa ba quắc thành ti a phi quắc thằng quá bì ra nặng. Dạ, con xin phân tích cho câu số 1 và câu số 2. Dân e sa sa ha ti châm mi tần hà lô kê quá sắc tí ca. Dạ, câu số 1, dân là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. E sa là hai trường âm thông thường. Sa hí là hai đoạn âm. Ti là trường âm thông thường, chăm là trường âm nhấn, mi là trường âm thông thường. Và câu số 2, tần hà lô kê quý sắc tí ca, tần là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, lô kê là hai trường âm thường, quý là đoạn âm, sắc là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ca là trường âm thông thường. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Sô ca tát sa ba quắc thành tí á phí quắc thành quá bì ra năng. Câu số 3, sô là trường âm, sô ca là hai trường âm thông thường, tát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, bá là đoạn âm, quắc là trường âm nhấn, thanh là trường âm nhấn và túy là đoạn âm. Câu số 4, á là đoạn âm, phí là đoạn âm, quắc là trường âm nhấn, thanh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, bi là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con xin đọc lại bốn câu của câu pháp cú 335. Dân e sa sa ha ti chân mi tần hà lô kê quá sát ti ca sô ca tát sa ba quắc thành ti a phi quắc thành quá bì ra năng. Dân e sa sa ha ti chân mi tần hà lô kê quý sắc ti ca sô ca tát sa ba quắc thành tí a phi quắc thành quá bì ra năng. Dân e sa sa ha ti châm mi tần hà lô kê quý sắc ti ca sô ca tát sa ba quắc thành tí a phi quắc thành quá bì ra năng. Dạ, con đã phân tích xong, con đọc xong và bây giờ con xin kể luôn nha, xích nữa nha. Dân sẽ a sa hà thị châm mi tân hà lô kê vi sẵn ti ca sô ca ta sa bà quẳng thanh ti a phi quắc thăng hòa bi ra năng. Dân sẽ xa xa hà tí dâm mi tân hà lô kê vi sẵn tí ca sô ca ta sa bà quẳng thanh tí a phi quắc thăng hòa bi ra năng. Dạ, con đã kể xong. Dạ, con có sai, xin ngài chỉnh sửa lại giùm con ạ. Dạ, nè, con cảm ơn đạo tràng và xin mời đạo tràng lên trả bài tiếp ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, alo, alo, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Trời ơi, mít ế, quý vị ơi.
Dạ cảm ơn Thiện Hữu Kim Nhung Thanh Hoàng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ xin mời đạo tràng à, Mít Đăng Ế à. Dạ Nhật Quỳnh xin phép được đọc trước. Chào bằng tay quý vị nha, quý vị cái việc đưa lên. Dạ cảm ơn cô tu nữ Phúc Hành. Dạ thấy Quang Thanh vào rồi chắc té mục tiêu rồi. Dạ mời quý vị đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên ạ. Vị nào chưa trả bài thì tranh thủ đưa bàn tay. Dạ Nhật Quỳnh xin được đọc trước. Để một hồi ngài lại nói mời người ta mà không lo học bài rồi mất công nữa. Dạ con xin được trả bài câu pháp quốc kinh số 335. Yang e sa sahati chammi tan ha lo ke visatika so kata sabbavatthanti apivatthang abhiranang. Yang e sa sahati chammi tan ha lo ke visatika so kata sabbavatthanti apivatthang abhiranang. Con xin phân tích ạ. Yang trường âm thông thường, e sa hai trường âm thấp. Dạ con sai rồi, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, e sa hai trường âm thông thường, há xá hai đoạn âm, đi trường âm thông thường, gâm trường âm nhấn, mi trường âm thông thường, tanh trường âm nhấn, ha trường ha lô kê ba trường âm thông thường, quý đoạn âm, sát trường âm nhấn, tí đoạn âm, ca trường âm thông thường. Văn e sa sa ha ti chăm mi tanh ha lô kê vi sát tí ca. Dạ con xin phân tích câu 3 và câu 4. Sô ca hai trường âm thông thường, tát là trường âm nhấn, xá bá hai đoạn âm, quách trường âm nhấn, thanh trường âm nhấn, tí đoạn âm, á phí hai đoạn âm, quách trường âm nhấn, thân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá trường âm, quá đoạn âm, mi trường âm thông thường, rá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. So ka tat sabawat than te apiwat than wabi ra năng. Dạ con xin ôm hết bài. Yang e sa sahati cham mi tan ha lo ke visatika. So ka tat sabawat than te apiwat than api ra năng. Mến chào Nguyên Trang giờ vào đạo tràng chuẩn bị. Nhật Quỳnh kéo áo đó Nguyên Trang ơi. Dạ con xin kể ạ. Nãy Nhật Quỳnh bắt bài ra cho Nguyên Trang thấy nha. Còn nãy giờ Nhật Quỳnh thấy Xích Hà sao mà cứ chạy tập thể dục hoài luôn đó. Hà ơi bây giờ có nghe được không nha. Hãy Nhật Quỳnh kéo áo đó nha. Dạ con xin được kể ạ. Cảm ơn Nguyên Trang. Dần ê xa. Dần ê xa xa. Hà tỷ trăm mi tảnh hà lô kê. Vì sát ca sơ ca ta sa bà quạt thanh ti a phi quạt thăng a mi ra năng dần e sa sa hà tỷ trăm mi tảnh hà lô kê vì sát ca sơ ca ta sa bà quạt thanh ti a phi quạt thăng hòa bị ra năng. Rồi mời Nguyên Trang, mời đạo tràng. Dạ yeah. Ai đây, ai được, ai được rồi đây. Hòa Thà Thủ Ngàn. Vậy Nhật Quỳnh kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh. Vậy là cô đã cầm mic được rồi phải không? Vậy là nhờ nhờ ông thầy phải không? Dạ yeah. Và cô phụ nữ Phúc Hạnh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Đó là xa thú cô. Nhờ bà thầy Nguyên Trang hả? Không biết nhờ ai đây? Để coi coi. Để coi coi cô Phúc Hạnh lên nói nhờ bà thầy hay nhờ ông thầy nha. Alo, dạ cô Phúc Hạnh ơi. Dạ, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cầm mic được chưa cô? Cô cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Tí nữa phải không? Rồi, tí nữa bây giờ. Trong khi chờ đợi, và Nhật Quỳnh mời bàn tay quý vị, mời Phú Biển nè, mời Xích Chim nè, mời Chiếc Lá Mùi Xuân nè, mời Quynh Văn Nhất Hạ nè. Sao mà Kim Nhung rành quá ha? Quá rành luôn. Dạ. Dạ, bây giờ mời đạo tràng. Dạ, trong khi chờ đợi bàn tay. Hà nè, Hà bây giờ nghe được chứ Hà ơi.
À, nghe được rồi, đưa bàn tay xinh đẹp mình lên. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh xuống mít nha. Nếu không vị nào đưa tay Nhật Quỳnh quăng mít luôn, rồi bể mít đó là Ngài Trí Đức vô là cho quý vị ăn chè nha. Nhật Quỳnh không có lỗi nha. Nhật Quỳnh cầm mít lâu rồi. Kính mời đạo tràng. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào Đạo Tràng. Dạ thôi để con hy sinh đi cô. À, Hà thì hôm nay cầm mic không được rồi nên con hy sinh. Không biết sợ. Dạ con xin đọc bài ạ. Dạ con kính cảm ơn Đạo Tràng cho con biết tín hiệu. Yam e sa sahati chammi tanha loke visattika sokatassapavattan ti apivattan vabbi ranang. Dạ con đọc lại. Thôi con phân tích đi để mất giờ. Dạ chữ yam là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. E là trường âm thông thường, sa là trường âm thông thường, xá há là hai đoạn âm, ti là trường âm thông thường, châm là trường âm nhấn, mi là trường âm thông thường, tanh là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, lô là trường âm thông thường, kê là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, xá là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, xô ca là hai trường âm thông thường, tát là trường âm nhấn, xá bá là hai đoạn âm, quát là trường âm nhấn, than là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, á phí là hai đoạn âm, quát là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là trường âm thông thường, bi là trường âm, quá là đoạn âm, con xin lỗi, quá là đoạn âm, bi là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin đọc lại ạ. Yam e sa sahati chammi tanha loke visattika sokatassapavattanti apivattan vabbirannang. Yam e sa sahati chammi tanh hà lô kê vi sát tí ca sô ca tát sá pa quát thành tí á phí quát thằng quát bì rá nằng. Để con kể coi. Yang e sa sa ha ti châm mi tanh hà lô kê vi sát tí ca sô ca tát sá ba qua than ti a phi qua than qua bi ra năng yang e sa ha ha ti cham mi tan ha lo ke vi sa ti ca so ca ta sa ba qua than ti a phi qua than qua bi ra năng. Dạ con đã đọc xong, con đã đọc kệ phân tích, dạ con đã làm đủ hết ạ. Dạ con thấy bàn tay của cô Kim, con mời cô ạ. Kính chào sư Chí Đức, các sư, không biết sư Pháp Trang có vô không á. Con xin kính chào sư luôn, sư con quên coi. Các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Cô Nhật Quỳnh, tôi thắc mắc cái nè, cái bà nãy mà sư mà tụng kinh cầu siêu á, bà sanh năm 1121, trong bây giờ bà sanh hồi tháng 9 mà bây giờ mới tháng 8, mà bây giờ năm 2020, tôi cộng trừ là nếu đúng là tính theo tuổi Tây là 99 tuổi, 98 tuổi thôi. Nếu mà tính theo 9 tháng 10 ngày trong bụng, theo tuổi Việt Nam cộng thêm năm là cho 99 tuổi đi. Sao cô cộng xong thằng trăm nữa một, tôi có tính lộn ta. Thôi cái đó nói chuyện nhỏ thôi ha. Còn nữa tôi thấy hụng lần trước á, như bữa nay thấy giọng của sư mệt mỏi lắm á, thấy sư có vẻ mệt mỏi mà sư ráng á, thấy vô thường dễ sợ luôn vậy đó.
thành ra học không dám nói gì trơn đến thinh từ bây giờ, không dám quậy nữa, không dám chọc dư cho càm ràm mình nữa. Nhiều khi á, tại vì tôi không có liên lạc với người Việt Nam nhiều, cũng ít đọc sách chuyện của Việt Nam á, thường là tôi đọc kinh bằng tiếng Anh, còn thôi tôi nghe giảng pháp thôi, tôi cũng ít coi phim nữa. Thành ra tôi nhất là phim Việt Nam á, tôi ít coi lắm, tại vì nó có nhiều khi cái tiếng dùng tôi không thích, tới giờ không có thời giờ nữa, tôi không có biết nhiều á, nhiều khi tôi cũng lẳng lộn lộn, nó già rồi chắc cũng chắc hết sức, cái nhiều khi cũng quên á, thành ra không biết có đúng không nữa. lâu lâu tôi cũng cà khịa vậy đó, để coi thiên hạ chửi tôi chặn cho tôi biết được nhiều tiếng, quăng đá chửi tiếng này tiếng kia mình biết một tiếng vậy đó. Giờ này thấy sư cũng lên gần 4 giờ đó, mà sư cũng lên chắc sư nằm nghỉ mệt hay làm công chuyện gì đó. Mình thấy con Nhật Quỳnh ghéo quá, ghéo muốn trốn một bữa mình cũng trốn được, hơi đọc cho rồi đi. Thôi bắt đầu đọc nha, bắt đầu đọc kinh Pháp Cú câu 335. Trời, 335 chứ không phải 335 nha, chập cô xuống khá nữa. Kính chào hết Tết rồi. Chọc sư, đâu dám chọc ổng đâu. Khi nào mà sư còn hơi, sư còn càm ràm, cằn nhằn, cưỡi nhưỡi là sư vui vẻ. Sư còn thì giờ sư để ý cái mình sai cái này, mình sai của kia, sư làm cái này làm cái kia thì sư quẩn. Còn nếu mà trong cái đầu sư nhiều chuyện quá, còn nhiều chuyện lo đó, sư bận rộn, sư mệt quá, sư cũng thèm để ý. Nói khi mà người ta mệt mỏi á, người ta bận rộn, người ta cũng đi mấy cái chuyện khác, theo tôi nghĩ là như vậy đó, chứ không phải mà quẩn đâu mà chọc sư. Cho nó vui vậy, trời ơi, sư càm ràm cho nó vui vậy đó. Dạ. Thôi bắt đầu đọc nha, đọc cho xong giờ gần 4 giờ cà rà càm ràm để cho nó kéo dài một chút. Khi mà sư quẩn vô, sư cho mình rơi lấy mic lại, gọi là ăn chè. Tôi chả biết ăn chè ăn cháo lương là gì hết, tại sao mà gọi nó danh từ lấy mic lại, làm cho rớt mic kêu là ăn cháo lương. Tôi chưa bao giờ nghe cháo lương với cháo gà, cháo vịt, cháo heo, chứ không nghe cháo lương nữa. Đâu ai lấy lương, lấy con lương đâu mà nấu cháo đâu ta. Thôi nhiều chuyện quá, mệt quá. Thôi đọc đi. Văn e sa sát ti chăng mi tăng ha lô kê quý sắc ti kha sô kha tá sá vá vắp thăng ti áp thí vắp thăng vắp hì ra năng. Văn e sa sát ti chăng mi tăng ha lô kê quý sắc ti kha sô kha tá sá vá vắp thăng ti áp thí vắp thăng vắp hì ra năng. Văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ê sa hai trường âm thông thường, xá há hai đoạn âm, ti trường âm thông thường, chăng trường âm nhắn, mi trường âm thông thường, tăng trường âm nhắn, ha lô kê ba trường âm thông thường, quý đoạn âm, sắc trường âm nhắn, tí đoạn âm, kha trường âm thông thường. Đọc lại hai câu, số 1, số 2. Văn ê sa xá hát, văn ê sa xá hát ti chăng mi tăng hà lô kê quý sắc tí kha, câu 3, câu 4, sô kha tá sá bá vấp thăng tí áp khí vấp thăng vấp phì ra năng. Vấp phì ra năng, sô kha hai chữ âm thông thường, tá chữ âm nhắn, sá bá hai đoạn âm, vấp chữ âm vấp, vấp thăng là hai chữ âm nhắn, tí đoạn âm, áp khí hai đoạn âm, khá. Quắp trường âm nhắn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, bi trường âm thông thường, rá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, kha, sô kha đọc lại, xa há không biết chữ khá, không biết chữ nào nữa. Ok, sô kha chứ không phải sô khá. Sô kha tát sa vấp thăng ti áp khí quắp thăng quắp pì ra năng. Không biết đọc chỗ nào, cái đầu không tập trung. Giờ hôm qua nghỉ lụng tung, hết Tết rồi, bộ thích ăn Tết lắm sao trời. Đọc cái tên, thấy ăn uống không. Bây giờ đọc lại nguyên bài. Văn e sa sa ha ti chăng mi tăng ha lô kê quý sắc ti kha. Đâu đọc khá đâu, chắc chữ kha này hả? Kha chắc đâu khá đâu trời. Tăng ha lô kê quý sắc ti kha. Đâu đọc khá gì đâu ta. Hãy đọc lại lặng lên đi.
Dăng e sa sa ha ti chăng ni tăng ha lô kê vi sắc ti kha sô kha ta sa va vắc thăng tia phi vắc thăng vắc pi ra năng. Bây giờ đọc kinh rồi tới kệ, đọc kệ. Dăng e sa sa ha ti chăng ni tăng ha lô kê vi sắc ti kha sô kha ta sa vắc thăng ti a phi vắc thăng vắc pi ra năng. Dằng e sa sa ha ti chăng mi tăng ha lô kê quy sắc ti kha sô kha ta sa ba vấp thăng ti wa pi vấp thăng wa pi ra năng. Xú khá xú khá, hết Tết rồi nghe răng cười. Nghe đàn cha Lê Khảo Hiêu vậy đó, chủ tịch ngày xưa đàn cha chết đó. Vô trong Facebook, YouTube người ta không chia buồn, ai cũng được cái mặt cười 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 quá trời luôn. Chết cho rồi, đi xuống đập Minh Râu ở điện một tuần. Thôi, cảm ơn quý vị nha. Chả mai là mời quý vị khác lên cà rê dây ngỗng đọc bài đi. Chưa thấy sư ra nữa. Không biết sư có vô nữa không? Hay giống như lần trước. Sư nghỉ mệt luôn, sư không vô nữa. Rồi cô Nhật Quỳnh lên cà kê dây ngỗng nữa. Thôi, chả mai lên nha. Dạ, sa thú, kính cảm ơn cô Kim. Nam Mô Bích Tha, dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào Đạo Tràng, và dạ, cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Bây giờ, Quy Nhơn có cầm mic được không? Quỳnh Giang, Nhật Hà có cầm mic được không? Và dạ, còn ai nữa? Chiếc lá mùa xuân. Rồi mới giờ kêu chiếc lá mùa xuân, chiếc lá mùa xuân cũng chạy luôn con Nguyên Trang. Nguyên Trang ở gần đó, Nguyên Trang tính ơi làm sao. Dạ, sa thú Quỳnh Giang, Nhật Hà, mời Quỳnh nha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Sông Tham Ma Giá, Nam Mô Sơn Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu... Pháp Cú 335 và phân tích à. Yang e sa sahati yammi tanha loke visattika soka tassapavattan tiafi vattan vabiranang. Và câu số 1, câu số 2. Yang e sa sahati yammi tanha loke visattika. Dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, e sa là hai trường âm thông thường, xá há là hai đoạn âm, ti là trường âm thông thường, châm là trường âm nhấn, mi là trường âm thông thường, tanh là trường âm nhấn, ha lô kê là ba trường âm thông thường, ví là đoạn âm, sát là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ca là trường âm thông thường. Dạ, câu số 3 và câu số 4. So ka tassapa vattan tiafi vattan vabiranang. So ka là hai trường âm thông thường, tas là trường âm nhấn, xá bá là hai đoạn âm, vat than là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, á phí là hai đoạn âm, vát là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vá là đoạn âm, bi là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con xin đọc lại bốn câu. Yang e sa sahati yammi tanha loke visattika soka tassapa vattan tiafi vattan vabiranang. Yam e sa sahati yammi tanha loke visattika soka tassapa vattan tiafi vattan thần quá bị ra nặng. Dạ con xin kể luôn à.
Yang sa sa ha ti yam mi tan ha lo ke vi sa ti ka so ka ta sa ba wan than ti a phi wat thang wa bi ra nang Yang sa sa ha ti yam mi Tanha loke visantika Sohatasa bhavantante Afiwathang vabiranang. Dạ, con có sai số nào nhờ sư sửa giùm con. Con xin mời vị kế tiếp ạ. À. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Quỳnh Giang Nhật Hà. Nhật Quỳnh hai lộn mấy chữ này lắm nè. Không, không, Nhật không kêu qua Nhật Hà mà kêu Hạ là kể như là bị lầy luôn đó. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh thấy Đà Man đang có ở trước máy. Dạ, mời bàn tay Đà Man ở đâu rồi, giấu kỹ gì? Đà Man ơi, đưa bàn tay của mình lên đi. Bữa nay chắc có lẽ chị Meta không thể cầm mic được nên Nhật Quỳnh cũng không có dám mời. Dạ. Nam Anh học rồi ạ, à? Đọc rồi, đọc nữa đi, ai biểu khen Quỳnh Giang Nhật Hà cái chi. À, xà thú mà phố biển. Dạ, xà thú bằng tay chị Meta. Vậy là con lên trước phải không cô? Dạ, con phố biển, con thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trị Đức, thành kính đảnh lễ sư phụ Pháp Trang cùng chư tôn đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin trả bài câu Pháp Cú số 335. Yang e sa sa ha ti cham mi tan ha lo ke vi sat ti ka so ka ta sa ba wat than ti a phi wat than wa bi ra nang. Yang e sa sa ha ti cham mi tan ha lo ke vi sat tí ca so ca tát sa ba quát thành tí a phi quát thằng qua bì ra năng dằng ê sa sa há tì chàm mì tanh tanh hà lô kê quý sát tí ca so ca tát sa ba quát thành tí a phi quát thằng qua bì ra năng dằng ê sa sa há tì chàm mì tan hà lô kê quý sát tí ca so ca tát sa ba quát thành tí a phi quát thằng qua bì ra năng. Dạ, con đã trả bài xong, con xin mời cô Meta. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Dạ, không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của Meta không? Dạ, xin cho biết. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức tăng ni trong đạo tràng.
Con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ. Hôm nay con cũng có được chút thì giờ vô kịp. Thành ra, dạ, con xin đọc câu pháp cú 335. Dạ, con xin phân tích. Văn ê sa sa ha sa ha ti yam mi tăng hà lô kê quý sát tí ca sô ca tát xá bá quát thành tí á phí quát thằng quá bì ra năng. Dạ, câu thứ nhất. Văn ê sa sa ha ti yam mi. Dạ, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ê sa là hai trường âm thông thường, xá há là hai đoạn âm, ti trường âm thông thường, dâm trường âm nhấn, mi trường âm thông thường. Câu thứ hai. Tăng ha lô kê quý sát tí ca. Tăng trường âm nhấn, ha trường âm thông thường, lô kê là hai trường âm thông thường, quý là đoạn âm, sát là trường âm nhấn, tí đoạn âm, ca trường âm thông thường. Văn ê sa sa ha ti yam mi tăng ha lô kê quý sát tí ca. Câu thứ ba. Sô ca tát xá báo quát thành tí. Sô ca là hai trường âm thông thường, tát trường âm nhấn, xá đoạn âm, bá là đoạn âm, quát thanh là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, á phí hai đoạn âm, quát trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, bi trường âm thông thường, rá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sô ca tát xá bá quát thành tí á phí quát thăng quá bi rá năng. Dạ, con xin đọc lại bốn câu. Văn ê sa sa ha ti yam mi tăng ha lô kê quý sát tí ca. Sô ca tát xá bá quát thành tí á phí quát thăng quá bì ra năng. Dạ, con cũng xin kể luôn. Văn ê sa sa ha ti yam mi tăng ha lô kê quý sát ti ca. Sô ca tát sa ba quát thanh ti a phi wa thắng wa bi ra năng. Dạ, con xin nhường mic cho người kế tiếp. Con không biết là ai, con không có thấy được ai đưa tay. Dạ, con xin trả mic lại cho đạo tràng. Sa thú Sit Mitta cũng đã kết thúc chương trình dòng kinh và dòng kệ. Trong cái dòng kinh và dòng kệ này á, Sít Thanh Hoàng ha, có một cái chỗ mà đoạn âm hơi kéo dài, đó là chữ tí. Sít Thanh Hoàng có nghe rõ không ạ? Alo, Sít Thanh Hoàng. Chữ báo quát thanh tí, chữ tí này thì Sít Thanh Hoàng kéo dài ha. Trong khi đọc giọng kinh á, thì chữ tí này chúng ta phải đọc nhanh ha. Báo quát thanh tí áp phí, báo quát thanh tí áp phí quát. Thì tới chữ quát này chúng ta có thể dừng lại. Bởi vì ba cái đoạn âm cuối câu này và đầu hai câu kia ha, thì chúng ta phải đọc nhanh ha. Ví dụ câu 3, câu 4 nè. Đúng là câu 3, câu 4. So ka ta sa pa wa thang ti a phi wa thang. A phi wa thang.
Thì như vậy chữ tí này á, sẽ tăng hoàn kéo dài ha. Bởi vì kéo dài như vậy á, chúng ta nếu mà dòng kệ thì không cáo, nhưng mà trong cái dụng kinh thì phân tích trường âm đoạn âm rất là chính xác. Nhưng mà khi đọc cái chữ tí này là kéo dài ha. Rồi mới qua áp phí quát thần thì sư Thanh Hoàng cố gắng khắc phục chỗ này. Còn khi nãy sư Kim thắc mắc tại sao 1921 mà nói là 101 tuổi, trong cái cáo phó gia đình người ta đưa thế nào thì chúng tôi theo đó, họ yêu cầu sao thì chúng ta phải giữ nguyên, chứ không phải là đây là sự thêm bớt của chúng tôi ha. Sư Kim ha, đây là gia đình người ta cáo phó đã niêm yết và người ta cho biết như vậy thì ngày 18 này sẽ đi hỏa thiêu. Như vậy thì đó là, trời ơi, Trần Đắc ơi, thế gì? Nói cái tiếng nói của cô là cả thế giới đều nghe, chứ không phải trong cái room này. Cho nên nghe, họ nói lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Tức là khi mà mình phát biểu trên cái mạng truyền thông này là cả thế giới đều nghe. Thì người ta yêu cầu sao, người ta đưa danh sách làm sao, thì mình cũng phải đáp ứng với lại như vậy. Thì bây giờ người ta không có vô được trong cái room Phật giáo năm truyền này, thì trên Facebook họ vẫn nghe. Cho nên đây là một điều để chính lại ha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào tự vận của câu Phật ngôn 335. Bởi vì 334, 335, 336 vân vân. Thì nó cũng cùng một nhân sự chính như vậy. Mà bây giờ hôm nay chúng ta chỉ biết hôm nay, còn chuyện đã qua thì kéo lại làm gì ha. Câu đầu tiên, dân e sa sa ha ti châm mi, câu đầu tiên có bốn. Dân e sa sa ha ti châm mi, chỉ dân do đại từ giá, đây là một đại từ quan hệ nam tính. Và chỉ giá này được chia theo đối cách số hết đối tỷ giá quy phát tí e cao quá trình á. Cho nên chỉ giá biến thành chỉ dân, dân có nghĩa là người nào. Dân là người nào? Esa, Esa do cái từ Eta. Eta là một đại từ quan hệ nữ tính. Chữ Eta này được chia theo chủ từ, chủ cách số ít. Bạch tham án e có quá trả năng quỷ phát tí, cho nên Eta biến thành Esa. Esa là cái đó. Rồi, chữ Sahati. Sahati, Sahati đây là một động từ. Động từ này do căn ngữ sáp. Động từ số ít này có ý nghĩa là chế ngự, chinh phục. Chế ngự, chinh phục. Rồi chữ cuối cùng châm mi. Châm mi do cái từ châm mát. Châm mát là một danh tính từ nữ tính, có ý nghĩa là thấp hèn, đáng khinh bỉ. Thấp hèn, đáng khinh bỉ. Bây giờ chúng ta qua câu số 2 để hai câu này bổ sung ý nghĩa cho nhau. Tanh ha lô kê quý sát tí ca. Tanh ha lô kê quý sát tí ca. Câu thứ hai chúng ta có 3 từ. Tanh ha 1, lô kê là 2, quý sát tí ca là 3. Vì tanh ha nó là một danh từ nữ tính.
và nó đứng làm chủ từ số ít bạch tham ma hay có quá chánh nào được phát tiết. Tân ha là ái dục, tân ha. Rồi bây giờ chúng ta tới chữ lô kê. Lô kê do cái từ lô cá, lô cá là một danh từ nam tính, ác lân tóc cung linh cá, và lô cá này được chia theo định sở cách số ít sát tầm bí quy phát tí e có quá trình á, cho nên chữ lô cá biến thành lô kê. Lô kê là trên thế gian này, từ thứ ba Visapika. Visapika nó là một danh từ nữ tính, akranta ithilinga. Visapika đứng làm chủ từ số ít bathama ekavachana vipatti. Visapika có nghĩa là khát vọng, khát vọng. Vậy thì khác, chữ khác này chữ T chứ không phải chữ C hả? Chữ khác này là khao khát. Còn khác mà chữ C tức là cái này, cái kia, cái nọ gọi là khác. Rồi như vậy thì câu số 1, một câu dân e sa sa hạ ti cham vi tân ha lô kê vi sa ti ca. Dân e sa sa hạ ti cham vi tân ha lô kê vi sa ti ca. Người nào bị ái dục đê hèn là khát vọng ở thế gian chế ngự. Người nào bị ái dục đê hèn là khát vọng ở thế gian chế ngự. Ý nghĩa câu 1, câu 2 ha. Rồi, bây giờ qua câu 3. Sukatassabhavatthanti. Sukatassabhavatthanti. Câu số 3 có 3 từ. Suka là 1, tassa là 2, bhavatthanti là 3. Suka do cái từ suka. Suka đó là một danh từ nam tính, akranta pumlinga. Suka được đứng làm chủ từ số nhiều, tức là bathama bahu vachana vipatti. Isoka biến thành soka. Soka các sự sầu muộn. Và chỉ soka này, soka này chúng ta thấy có một cái vị đại đế, một cái vị mà hộ pháp rất là đắc lực, và là không sầu muộn, có gì á với chất nữa, không sầu muộn. Thì ở đây sầu muộn mà có chữ á chất là không sầu muộn. Không sầu muộn thì người ta dịch là vô ưu ha. Vô ưu tức là không lo, không rầu, không sầu, không buồn gì hết á, gọi là vô ưu. Thì đó tức là vua Asuka, vị đại đế đã hộ trì chánh pháp ha. Rồi cái từ thứ hai tassa. Tassa do cái đại từ nam tính tá, nhưng mà cái đại từ nam tính tá này được chia theo sở hữu các số ít, tức là cha thi quy phát tí e ca quá trình ha. Cho nên vị ta biến thành tassa. Tassa là vị đó hay là của người ấy. Chúng ta thấy Nam Mô Tassa Bhagavato thì Đức Thế Tôn đó, hay là của Đức Thế Tôn đó, thì chữ tassa là của người ấy. Rồi cái động từ ở sau Bhagavatthanti, động từ số nhiều này, động từ số nhiều này căn ngữ quá có nghĩa là tăng trưởng, nhưng mà có tiếp đường ngữ bá ở phía trước,
Tiếp đồng ngữ này chỉ nhấn mạnh cho cái động từ quát thành tí, có nghĩa là tăng trưởng, mà tăng trưởng có nghĩa là già, từ trẻ này ha, áo đen lên trung niên rồi tới già thì cũng sử dụng cái chữ quát thành tí nè, tức là càng ngày càng đi lên thì động từ này có nghĩa là tăng trưởng. Rồi, như vậy thì câu số 3 này dễ ha. Sokatasapavatthanti, sầu muộn của người ấy tăng trưởng. Sokatasapavatthanti, sầu muộn của người ấy tăng trưởng. Và câu cuối cùng, Abhivathang Vapi Ranang. Câu cuối cùng chúng ta có ba từ, Abhivathang là một, quá là hai, Pi Ranang là ba. Thì trong câu này chúng ta tìm hiểu cái từ Abhivathang. Abhivathang tiếp đồng ngữ Abhi có nghĩa là bên trên ha, và quát thăng do cái ngữ quát, và cái ngữ quát này có nghĩa là mưa, có nghĩa là mưa. Vậy thì áp phí quát thăng ở đây nó là một quá khứ phân từ trung tính, ý nghĩa là trời đổ mưa hay là đã được gặp mưa, bởi vì nó nằm trong cái dạng đã qua quá khứ ha, đã được gặp mưa, hay là trời được đổ mưa ha, được đổ. Rồi ta phải nên trên quát, giữ quát này là cái căn ngữ của nó là VAS, quát xa, quát xá chứ không phải là quát là chữ T ha, cái căn ngữ của nó thì nó không giống gì. Đó đúng rồi, rồi. Như vậy Api quát thăng là đã được gặp mưa hay là trời được đổ mưa, được trời đổ mưa ha, chứ trời mà được cái gì, được trời đổ mưa chứ ông trời ở trên kia mà được mưa ở đâu, ở dưới này đổ lên. Cái này hơi khó hiểu ha, được trời đổ mưa ha. Rồi bây giờ chữ quá tức là do chữ ý quá, có nghĩa là áo phí quá thần quá, chữ quá này có thể nó dính liền với chữ thần ha. Nhưng mà chữ quá ở đây chúng ta biết là ý quá, giống như quý như. Rồi, bi ra năng bi ra năng là do cái từ bi là ná, bi ra ná nó là một danh từ trung tính, á phân tác nó phun sắc và lượng ra bi ra ná, nó đứng làm đối cấp ha, đứng làm đối cấp số ít, bắt đu tì gia quỷ phát tí e ca quá trần á. Cho nên pi ra na biến thành pi ra năng, pi ra năng là tên gọi có là cỏ pi ra na, nó là một danh từ riêng, tên của là cỏ là pi ra na, mà người ta hay gọi tắt là cỏ bi ha, gọi tắt là cỏ bi. Áo khí quát thăng quát bi ra năng như là cỏ bi được trời đổ mưa, như là cỏ bi
được trời đổ mưa. Vậy thì câu Phật ngôn 335 cho chúng ta ý nghĩa: người nào bị ái dục đê hèn là khắp vọng mọi thế gian chế ngự, các sầu muộn của người ấy tăng trưởng như là cỏ bi ra nát được trời đổ mưa. Người nào bị ái dục đê hèn là khắp vọng mọi thế gian chế ngự, các sầu muộn của người ấy tăng trưởng như là cỏ bi ra nát được trời đổ mưa. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: ai người kháng thiết đê hèn, buông luôn dục vọng, đua chen dối lừa, cỏ pi ra lá gặp mưa, muộn phiền nảy nở, dây dưa dính chùm. Ai người kháng thiết đê hèn, buông luôn dục vọng, đua chen dối lừa, cỏ phi ra nát gặp mưa, muộn phiền nảy nở, dây dưa dính chùm. Ngài Hòa Thượng Minh Châu thì ngắn gọn hơn với lối thơ Ngũ Ngôn: ai sống trong đời này bị ái dục buộc ràng, sầu khổ sẽ tăng trưởng như cỏ bi gặp mưa. Ai sống trong đời này bị ái dục buộc ràng, sầu khổ sẽ tăng trưởng như cỏ bi gặp mưa. Rồi, như vậy thì câu Phật ngôn 335 chúng tôi cũng đã đi vào ý nghĩa từ vựng. Trong ý nghĩa từ vựng này, quý vị có chỗ nào thắc mắc? Alo, có chỗ nào thắc mắc trong từ vựng này không? Không ai có ý kiến gì hết nha. Như vậy thì câu Phật ngôn 335 này có ý nghĩa thế nào? Duyên sự của câu Phật ngôn 335 ha, 334 đã qua rồi, 336, 337 còn hai câu Phật ngôn nữa mới đi vào duyên sự. Mà duyên sự này thì đề cập đến cái gì? Không phải là đề cập đến con người, mà đề cập đến một con cá. Con cá này thì chúng ta cũng đã từng nghe Ngài Liễu Tông trình bày. Con cá đó có tên là Capilla. Quý vị nhớ cá Capilla hả? Nhưng mà khi nào 336, 337 thì chúng ta sẽ nghe cái duyên sự này. Nhưng mà trong câu 335 nói lên cái gì? Ai sống trong đời này bị ái dục buộc ràng, nói câu đẹp. Alo, âm thanh còn nghe không? Thấy im ru nhỉ? Trong hai câu này á, ý nghĩa để cho chúng ta thấy bổ sung cho nhau trong cuộc sống này. Cái gì ràng buộc chúng ta? Đó là ái dục. Và ái dục là gì? Tham lam. Ái dục ám chỉ về tham. Mà khi mà cái tâm tham sanh khởi thì xin lỗi, cái bàn tay của chúng ta nó không được chân tru mà nó nhám nhúa. Khi mà bàn tay nhám nhúa như vậy, đụng đâu nó dính đó. Thấy cái gì tốt đẹp của người ta mà coi như họ không cất giữ một cách cẩn thận thì mình sẽ đem về giữ dùng cho họ. Cái tâm của chúng ta là cái tâm mà rất là tốt. Ai làm rơi làm rớt, hoặc là ai mà cất giữ mà không có kín đáo, hoặc là càng kín đáo bao nhiêu thì cái vật giả nó càng có giá trị. Và khi càng có giá trị thì cái tâm tham của chúng ta sinh khởi, chúng ta muốn
muốn chôn chĩa để đem về cho chính mình xài. Cho nên trong cuộc sống này bị ái dục nó thiêu đốt chúng ta, cho nên chúng ta phải trổ tài, gọi là đi theo một cái đạo đó gọi là đạo chích. Con ơi, học lấy nghề cha, một giờ ăn trộm bằng ba năm lạc. Theo cái đạo này thì coi như chỉ cần sinh hoạt trong một giờ là sử dụng được ba năm, sung sướng không? Thì người nào mà bị cái tâm tham nó chi phối, nó ràng buộc, và họ sẽ trổ tài trong cái, họ đi theo cái đạo đó, họ theo đạo đó để rồi gông cùm tù tội, tức là sầu khổ sẽ tăng trưởng. Khi mà mình thuần thục thì nó nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Nhưng mà khi mà cái tay nghề mình không thuần thục thì sầu khổ sẽ tăng trưởng. Bởi vì sao? Nó bắt được cái đánh đập, rồi cái tra tấn. Thì như vậy do cái gì? Do ái dục mà chúng ta bị tù tội, bị đánh đập. Nào quý vị biết Việt Nam ha, đi ăn trộm chó cũng bị nó đánh chết nữa, cũng tâm tham. Không phải là đồ đạc của người ta quý giá, mà chính cái con cẩu mà ở trong nhà hoặc là nó sống ra ngoài đường á, là nó cũng chôn dĩa. Bởi vì quý vị biết bất cứ một thứ thịt nào đều qua kiểm dịch ha. Nhưng mà đối với anh chàng này khỏi kiểm khỏi gì hết, đem lên mà nướng, đem lên mà quay, rồi đủ món. Thì cái anh chàng này là anh chàng không qua kiểm dịch, mà người ta còn khen nữa chứ. Nếu mà sử dụng cái loại thực phẩm này mà trong vòng 7 ngày ăn ở dơ, không có súc răng, không có đánh răng, không có rửa mặt ha, thì quý vị biết rằng dính chút ở kẽ răng nó vẫn không phức bởi vậy cho nên sầu khổ tăng trưởng là mình đi làm theo cái loại đạo này, để rồi đi chôn chĩa, miễn sao có lợi thì mình làm. Và cái lợi thì thường thường quý vị biết là đi chung với cái hại, lợi trước hại sau. Chúng ta có hạnh phúc thì đau khổ nó chờ chụp chúng ta, nên nhớ vậy. Cái nhân một cái duyên, hạnh phúc nó đi liền với đau khổ, lợi rồi sẽ tới hại, cái chuyện đó rõ ràng. Nhưng mà bây giờ chúng ta cứ ngất ngưỡng trên cái sự thành công, vui cười trên chiến thắng. Nhưng mà cái nụ cười hôm trước thì hôm sau người cười, bảo đảm là như vậy. Cho nên khi hoàn thành những chục một đống luôn thì không sao hết, vì có gốc bự che. Cái gốc bự che là phải hiểu sao, người ta cũng có tạo phước trong quá khứ, cho nên cái gốc bự nó mới che. Còn bây giờ không có tạo phước trong quá khứ thì nó chóc gốc luôn. Thôi cái chuyện đó gặp qua một bên. Ở đây nói rằng sống trong cuộc sống bị tham ái chi phối, cho nên chúng ta mới tạo những cái ác bất thiện pháp. Và khi tạo ác bất thiện pháp thì cái sự đau khổ của chúng ta nó sẽ tăng trưởng qua cái hình thức gông cùng tù tội ha. Gông cùng tù tội thì cũng giống như cỏ mà gặp mưa mà nó rơi xuống thì sung sướng lắm, nó phát triển rất là nhanh. Thì đây là một cái trường hợp điển hình. Thì điển hình đó như thế nào? Ví dụ câu chuyện của con cá Kapila. Một vị Tam Tạng pháp sư, một vị Tam Tạng pháp sư ha, có người anh là một vị A-la-hán, còn người em á, một người thì đi về pháp hành, một người đi về pháp học.
thì cái vị mà đi về pháp hành ấy, thành tựu tâm hành của mình trở thành một vị A-la-hán. Người em á, thì nghĩ mình còn trẻ, sức khỏe tràn đầy, cho nên học về pháp học. Mà khi pháp học đã thuần thục rồi, trở thành một vị tam tạng pháp sư nổi tiếng. Nhưng mà vì cái vấn đề danh lợi, bởi vì nói đúng theo pháp á, thì vô mánh không bao nhiêu, nói sai pháp á, thì người ta là nghe, người ta quan hỷ hơn. Tức là những cái pháp mà coi như gọi là tà mạng thì người ta là khoái hơn. Cho nên cái vị tâm tạng pháp sư Kapila này mới coi như kinh thì nói không phải kinh, luật thì nói không phải luật, rồi phi pháp thì nói là hợp pháp, hợp pháp là nói phi pháp, vân vân. Để làm gì? Để coi như lợi lộc của mình tăng trưởng, rồi là phí bán, rồi lại coi thường những vị khác, bởi vì những cái vị đó không thể tranh luận được với mình. Thì người anh đó là vị anh là hắn phải can ngăn, nhưng mà không chịu nghe. Rồi thêm bà mẹ là một vị tỳ kheo ni, rồi người em gái cũng là tỳ kheo ni theo ủng hộ cái vị tâm tạng pháp sư này. Để rồi ba người này lún sâu vào trong ác bất thiện pháp, sống phè phỡn, trên hưởng thụ, trên tài tình, trên danh lợi, mà sự đau khổ tăng trưởng này họ chưa nhận được, bởi vì chỉ sẽ là trong tương lai. Còn bây giờ sống trong cuộc sống bị ái dục buộc ràng, họ cảm thấy hạnh phúc, họ chưa thấy cái sầu khổ sẽ tăng trưởng. Bởi vì chúng ta thấy sống trước mắt, người ta hay nói rằng tại sao có người làm ác mà sống lâu, tại sao tôi ăn hiền ở lành mà chết sớm. Quý vị nghe câu đó ha. Bởi vì khi quả chưa trả, chúng ta nghĩ rằng thời buổi giờ mặt pháp rồi, tu tập làm chi, chỉ biết hưởng thụ đi. Họ chỉ nghĩ như vậy, tu nhất kiếp ngồi nhất thời. Bây giờ mình sống coi như mình chưa bị mất dịch này, cứ hưởng thụ đi. Chứ rủi một ngày nào đó bị Covid này tới viếng thăm, thì bà con quyến thuộc khi mình nằm xuống cũng không ai gặp mặt. Cho nên họ cứ buông thả, họ sống theo cái dục vọng mà họ không có cái vấn đề ngăn ngừa thu thúc. Đó thì cái câu Phật ngôn này cho chúng ta một cái ý là như vậy đó. Thôi buổi sinh hoạt của đạo tràng đến đây cũng vừa phát đã. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tham thiền xin qua luật vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn tín chúng hộ trì đến tăng ni và tín nam tín nữ gồm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê là sanh chóng hoạch chê là số thủ hô tụ sắp quả đà. Do lời chân thật này, kính dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Xin mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng.